Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một video về phong thủy thờ cúng. Ngày thần tài 2020 là ngày bao nhiêu? Ngày thần tài mua bằng gì để may mắn? Ngày thần tài là ngày quan trọng đối với các doanh nhân và những người buôn bán, bởi đây là những ngày mà mọi người thành tâm dâng lễ để cảm ơn thần tài, đồng thời cầu mong có thể đổi vận để năm mới có thể làm ăn tốt hơn năm trước. Ngày thần tài 2020 là ngày bao nhiêu? Vì sao thần tài lại quan trọng đối với các doanh nhân và người buôn bán? Mời các bạn hãy theo dõi video sau đây. 1. Vậy ngày thần tài 2020 là ngày bao nhiêu? Theo thông lệ hàng năm vào ngày mùng 10 tháng Giêng, mọi người đều đi mua vàng để làm lễ vật, để cầu xin một năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn, nhất là đối với những nhà kinh doanh và buôn bán, vì nghi lễ này không thể thiếu trong ngày mùng 10 tháng Giêng được. Cũng như mọi năm, ngày thần tài 2020 là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Ngày này sẽ rơi vào thứ hai, tức ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020 dương lịch. Đó là ngày Bính Tý, tháng Mậu Dần, năm Canh Tý. Đối với những gia đình kinh doanh buôn bán, cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng thì đều đi mua vàng lấy may trong ngày vía thần tài. Tuy nhiên, với những người chưa có ban thần tài thì phải làm lễ thỉnh ông địa thần tài về nhà. 2. Mua vàng gì trong ngày vía thần tài để được may mắn cả năm? Tùy theo lựa chọn của từng gia đình có thể mua vàng trong ngày thần tài. Theo đó có thể mua các loại vàng như nhẫn trơn tròn từ 0,5 đến 2 chỉ là một trong những sản phẩm mua nhiều vào ngày vía thần tài vì mức giá phù hợp và việc bảo quản dễ dàng. Bên cạnh nhẫn tròn trơn, vàng miếng cũng là một món đồ được rất nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, nếu chọn mua vàng miếng thì nên lưu ý nên mua ở những cửa hàng lớn có uy tín và yêu cầu nơi bán xuất hóa đơn tài chính ghi số serie miếng vàng nếu là loại một lượng hoặc 5 chỉ. Đồng thời nên chọn các loại bao bì có màng hologram để chống giả, để tránh mua phải vàng giả, hàng nhái. Ngoài ra có thể mua các vàng trang sức bằng vàng, tuy nhiên không nên mua loại trang sức có nhiều móc nối. 3. Thần tài có thật hay không? Có rất nhiều câu chuyện về thần tài được truyền miệng từ xa xưa. Tuy nhiên câu chuyện về vị thần tài dưới đây được nhiều người biết đến. Đó là vị thần tài, tiên nhân trên trời, chuyên trông coi tiền tài vàng bạc cho gia chủ. Tuy nhiên, do một lần uống rượu say, ông trượt chân bị ngã xuống trần gian và bị mất trí nhớ. Mà người thấy ông lang thang, lại có bộ quần áo rất đẹp nên đã lấy của ông mang ra chợ bán. Vì không có tiền lại mất trí nhớ nên hàng ngày ông phải đi xin ăn. Thế thế một chủ quán bán gà vịt tốt bụng đã cho ông vào quán và đãi ông ăn. Nhưng kỳ lạ thay, từ lúc ông vào quán thì quán này đông hẳn lên. Người ra vào tấp nập. Sau đó do người ông không mùi hôi thối sợ mất khách, vị chủ quán liền đuổi ông đi. Một người chủ khác thấy từ lúc ông bước vào quán kia thì đông khách một cách lạ thường, liền mời ông sang quán mình ăn. Lúc ông sang quán này lại đông khách và quán bên kia lại vắng vẻ. Do thương ông không có gì mặc nên người dân đã mua cho ông bộ quần áo mới để ông mặc che chắn cơ thể. Kỳ lạ thay, bộ quần áo đó chính là bộ quần áo trước kia của ông. Sau khi mặc quần áo vào, thần tài nhớ ra mọi chuyện và bay về trời. Ngày ông bay về trời là ngày mùng 10 tháng Giêng. Từ đó mọi người lấy ngày này là ngày vía thần tài. 4. Cách thỉnh ông thần tài để nhiều tài lộc. Với những người chưa có ban thờ thần tài thì trước hết phải mua lượng ông địa thần tài ngoài cửa hàng. Sau đó đưa vào chùa nhờ các sư làm lễ và chọn ngày tốt để thỉnh thần về nhà. Thông thường, ngày được chọn để thỉnh thần tốt nhất là ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng. Vì theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày thần tài bay về trời. Nên chọn khung giờ tốt để đưa thần tài về như giờ Tốc Hỷ, Đại An, Tiểu Cát. Sau khi về đến nhà, nên thờ cúng liên tục trong 100 ngày, đồng thời thắp đèn để hội tụ đủ sinh khí, sau đó thì thờ cúng bình thường. Vị trí đặt bàn thờ vô cùng quan trọng, vì việc đặt bàn thờ có liên quan chặt chẽ tới việc tài lộc có vào nhà hay không. Đặt bàn thờ thần tài nên hướng ra cửa chính để đón tài lộc, đồng thời phải để ở nơi thoáng, sạch sẽ, không quá ồn ào. Nếu nhà có lối đi hẹp thì tránh để ngay lối đi vì như vậy sẽ khiến các vị thần không thoải mái. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.